À, chào cô chú chị các bạn nha. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 âm lịch rồi. Thì cây dân thọ mình trồng 2 cây, ngày nay mình bấm được 2 lần rồi. Nay là được từ bữa 29 tới nay là được 7 6 7 ngày các bạn. Thì hôm nay tược nó lên khoảng phải cỡ gần cả tấc rồi. Đó, thì mình mới tưới phân cho nó hôm qua ha. Thì hôm nay mình sẽ xịt cữ dưỡng với một cữ thuốc sâu cho nó phát triển cái chồi nó mập chồi lên ha. Đó, mình tưới phân á, là DB với NPK nè, cộng dùm tưới ha, cho nó mập cái tuột này lên đừng nó nuôi nụ ha. Rồi thì cái giai đoạn này mình sẽ tiến hành là mới vừa rồi thì mình mới vô vô phân chân xong các bạn, video rồi mình cũng có chia sẻ các bạn á, thì mình vô phân chân rồi giờ còn một đợt nữa là mình sẽ cũng chừa lại miếng để mình vô hay sao ha. Nó đợt làm bông á mình mới vô đó, các bạn thấy mình vô chân nó còn miếng nè, hiện tại rễ nó lên tới 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 đây là thân nó lên muốn tới tình ấy rồi, tới chèo luôn rồi đó. Thì cái giai đoạn này mình sẽ tưới cử 2 cữ phân nữa rồi xong mình buông ngang là các bạn chia, sau đó tới 20 là các bạn ngưng phân đó. Này cử phân cuối các bạn đi phân 3 màu á, hoặc là NPK 3 màu á các bạn, phân có nồng độ kali cao á, để chi để cho nó nuôi cái bông, nó làm cái bông chúng ta tươi cái màu sắc nó rực rỡ hơn ha. Rồi thì em chiều nay mình tưới mình sẽ xịt một cử thuốc dưỡng. Rồi đây một chậu nè, một chậu mình trồng 2 cây đó, nó vậy nè, hiện tại thì nụ nó cũng ôm ôm gì các bạn đó, vậy là ngon nè nè. Còn cái nào nó hơi nhỏ thì mình nung cử phân lên, nung phân mình nung 3 ngày 1 cử ha, 3 ngày 1 cử hay 4 ngày 1 cử phân để cho nó phát triển cái nụ lên ha. Rồi các bạn nào thấy á, khi nào mà nó có những cái tược nách như vậy nè, nó các bạn thấy cái đọt mình đây là cái đọt chánh nha, tại vì mình coi cơ hai cái này mới gọi là đọt chánh đó. Rồi xong những cái nách lá này nó có ra những cái chèo nhỏ nhỏ chúng ta lặt nha, mình lặt bỏ nó đi để cho nó nuôi nuôi bông ha. Đó, để đó người ta gọi là lặt chèo các bạn. Rồi cái này là mình chưa nha, còn khoảng vài ngày nữa thì khoảng chắc khoảng từ 5 ngày nữa là nó bung chèo ra rồi thì mình lặt bỏ. Đó, mình chừa lại những cái tược chánh của mình thôi, để chừa mấy cái bông chánh á để cho nó bự bông ha. Rồi nó cái bông nó to hơn ha các bạn ha. Rồi thì đây đó, thì mấy chậu này mình chơi 2 cây hết à, mình trồng năm nay mình trồng 2 cây không các bạn. Đó, 2 cây không à, đang đang nắng mà. Thì nó đây này được nó đâm lên hộp đều hết rồi. Rồi còn cái này có những cái chậu này thì có một số nó cũng chưa ôm hộp các bạn, mình mới bấm này nó chưa lên đó, như như đây nè. Đó, để mình coi kỹ là coi nó ôm chưa nha, chưa, này này chưa có hộp nè đó, các bạn coi kỹ nè, nó chưa có hộp nữa đó, nhưng mà này kịp luôn các bạn, mình không theo mình trồng thì kịp nha đó, mình nung thì kịp đó. Các bạn trồng thì mỗi người mỗi cách trồng thôi, mình cũng không biết sao nữa, thì nói chung là của mình là kịp. Rồi những mấy cái nụ như vậy thì nó hơi sớm nha, nó theo mà ở vùng mình ở đây thì nó hơi sớm đó, nó cũng không sao, nó cái bông mà sớm chừng vài 3 ngày 4 5 ngày không sao đâu các bạn. Đó, chúng ta nếu mà bông mà trổ sớm chúng ta kéo tết chúng ta đừng có tưới lên bông đó. Ở đây có mấy chậu mình, thì bạn nào mà hỏi mình đó, có những bạn hỏi mình là của các bạn đã chưa có nụ á, thì đây nè mình cũng có mấy chậu là chưa có nụ nha, mình trồng vẫn kịp nha các bạn. Đó, mình trồng những kịp tết nha. Đó, thì đây là mấy chậu nè nó chưa nụ, là như đây nè, con số đã ôm nụ nhỏ 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 nè, còn một số chưa nha. Thì hôm nay thì chia sẻ không có gì nhiều hơn các bạn, thì giờ giai đoạn này thì mình chỉ tưới phân và chăm sóc, với mình thì còn vô một đợt phân nữa là xong rồi đó, vô đợt phân chân nữa là xong rồi thả luôn bán, rồi đi chợ bán tết luôn các bạn. Đó, thì mình giờ chỉ tranh thủ là sẽ thuốc sâu với bón phân cho nó mập cái tược lên thôi. Đó, nào nay mấy cái chậu này mình bấm nè, nay nó cũng này chắc này cũng được 4 ngày các bạn, 3 ngày 4 ngày rồi, nó cũng chưa có nụ, nó mới giọt giọt lên nè. Đó nè. Đó, thì cái này chưa sao. Cái này rồi nói chung là mình còn kịp, mình không kịp nha các bạn. Đó, thì mình tưới phân á, là 3 ngày. 3 ngày tới 4 ngày mình tưới 1 cử, 3 ngày tới 4 ngày mình tưới 1 cử, tới khi nào mà nó có hộp á mình ngưng ha. Nói chung là vàng này thì ngày mai mốt mà tưới cử nữa, tại mình mới tưới phân hôm qua, tưới cử nữa cho nó giọt lên ha. Thì chiều nay mình sẽ cộng thuốc dưỡng đó, mấy nay mình bị cảm á, không có làm được, không có đăng video cập nhật cho bạn xem đó. Thì cái này nói chung là mấy cái cây trên vàng của mình nhỏ, mấy chậu chậu C11 á, mấy C này nè nó hơi sớm một chút ha, không sao á, nó sớm vài ngày 3 4 ngày cũng không đến đổi các bạn. Thì mấy cái này thì mình đó nung chắc lỗ 25 26 á là nó sẽ ra chắc khoảng chừng 30 40% bông á, là mình chơi tới có thể gầm lượt luôn nè. Cái này là mình chân trồng chân ở nhà đó,
Do những bạn mà thích mua bông búp búp vẫn 30-40% bông về đừng chơi chân lâu quá các bạn đó, thì nay là mấy chậu này mình để dành vậy nè, còn có bạn đun nung hết mức thì nó sẽ là lẹ lắm, lẹ bung lắm nha đó. Đây. Đó, thì các bạn nào mà có cây nụ như mình thì làm theo mình đó, thì cũng được, mình sẽ là mình theo mình thì mình nung phân liên tục luôn 3 ngày, cứ cử 3 ngày tiến cử vậy đó cho nó phát triển mạnh lên ha. Rồi ok, thì nay chia sẻ nhiều đó thôi các bạn ơi, hôm nay mình cũng đang mệt nữa, nôn cảm mà không có làm được nhiều thôi, cũng gắng chiều nay xịt cử thuốc luôn. Chứ không xịt là bị sâu, mình phải ngừa chằn chằn lúc sâu các bạn đó. Có bạn hỏi là mình có xông đèn hay không nha các bạn, nếu trễ là xông đèn là bị trễ luôn nha các bạn, không có xông đèn nha, nhân thọ là không có được xông đèn, mình chỉ sớm á, mình mới xông đèn thôi, còn trễ là mình không có xông đèn được nha. Đó, mà xông đèn nó rất là phí nha, xông nó ấy lắm các bạn, mình phải tập trung nó một chỗ nữa, nó tốt nhất là không có nơi xông mình trồng thì nó không có xông đèn các bạn. Nè, đây mấy chậu này mình mới cơ sao nè, nó học nó lên cũng nhí nhí rồi nè, tí xíu à, nói chung là nó mới lên bằng, để mình lấy nét các bạn xem nó có tí xíu à, nó mới lên tí xíu vậy nè, đó các bạn thấy không? Đó, vậy là ok luôn nha. Đó. Rồi thôi mình kết thúc video tại đây ha. À, cảm ơn các bạn theo dõi nha, các bạn coi nhớ đăng ký kênh cho chủ miễn phí ủng hộ mình ha. À, chiều nay thì các bạn nếu mà là theo di động mình thì chiều nay mình xịt dưỡng á. Rồi xin chào các bạn ha.